Chiều 12 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bá Quân, sinh năm 1987, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quân là đối tượng ngáo đá đã gây ra vụ cầm dao lao vào trường mầm non rồi khống chế 3 trẻ em. Trước đó, vào sáng 1 tháng 3, nhận được tin báo tại một trường mầm non trên địa bàn phường 5 thành phố Mỹ Tho, có 3 cháu bé bị một đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế, đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng, nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh và Công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé. Lúc này, đối tượng cầm dao trên tay, khống chế, đưa 3 cháu bé vào một phòng học để cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các cháu bé. Sau gần 1 giờ 30 phút thuyết phục và đánh lạc hướng đối tượng, các lực lượng đã khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé. Cuộc giải cứu diễn ra hết sức căng thẳng nhưng đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Đại tá Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình các cháu bé, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ, ghi nhận thành tích của lực lượng công an. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, hướng dẫn trường thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ trụ sở, trấn an tâm lý phụ huynh, ổn định tình hình an ninh trật tự. Qua xác minh, đối tượng tên Nguyễn Bá Quân, kiểm tra nhanh, Quân dương tính với chất ma túy.